tôi đã xin được chân chỉ tiêu cấp thôn thiên manu nơi vị trí chủ vẹn kinh nghiệm nơi cầm phong quan tro đào cầm nàn sân tài cảnh nâng cao áp phí vót lơ vị sai hai rành bột thổ ai cả đám bận đợt sắp hiện cha hoàng chuẩn nà rón rom tre cơ xuống áp rom du vịt chân nâng cây lá lực láng không bị thi prakos nhà bát bên trong ca sắc sa thân áp nhà bát kinh nghiệm nơi nâng hai rành bột thổ nâng sinh nhà bát cat chu nị sật chấm nuôn pi ra hà sắp làm pi nhé tha vị trí chỉ vẹn kinh nghiệm này cứ chia mua lợn than cứ, xem ra cái co sang ba cái chế cam cầm hôn đại miền đầm là phía nước chia vị trí chỉ vẹn đại chia cao sẽ cá này sẽ được chuyển, chắc sẽ đánh pesca cam này cứ ba bắt đầu bần đà nè chấm niên hàng này thu được cách đang cầm rất chết, nâng cầm rất ăn rất chết đầm bay khai trên nè tru pin đất mưa cầm hôn khả năng đại chấm niên kinh nghiệm này nâng sau vận cam, cứ trên nè cà pia paul prayoy mà cha phía hôn nâng cà pia prayoy xem ra sao thì ra nè chốn có đôi chia bảy giới robot đi ra thập ba phong đại chỉ bị xét hàng này bầm mồi bẩn đá trên đầm ai đâm bẩn to thế chung vinh chung điện đi đại kỳ chia ca co sang một thành cứ xem ra tiệp xa phía hồn đại thì địa bàn thế cầm hồn nước miền đầm là phía trăm trái bật bạc cọt đôi chân xa phía hồn này cứ tiêm tiền nơi chung đưa robot xa thì là nãy chân thà ta một hai đầu với bàn chỉ kê dục lùi một đạ tuân được nông cầm hồn mùi nước Prasen bạc miên chùm đưa tục chất tì, ca lụa bàn phía hôn nơi lời tìm xa có mần ai miên gà đi chùm rán phòng đài. Đối nít chùm niên kinh nạn này cư chìa mù lật thàn cử. Xem rạp bà bọn thờ nìa kìa, khăn nông nút xem rạp Campuchia ca áp hì bọt vi say tên ọt nút. Bàn năng công phong đâm nà ca tây dân lươn á srai lời hài rành bạc tiến. Pôl cư lơ tôn vi nì dục, đà xa thê rà nạ chôn bàn dục lôi phía tràn. Mộc đạp nha nơi thờ nìa kìa. Ai ở đâm bật đất sắp hiện cháy hoàng chuôn nà rộn, bản lực làm bật tỏ thái cao bì môn xa thật nạ chôn mình sẽ chưa tục chất nâng mình sẽ dục lôi mục tục nơi thuần nhiệt kỳ tí. Đói xa bụi kê mình tục chất, đòi khai thai bật sân bà miên vị bạc hệ rành vật thốt. Khi nông nụ thuần nhiệt kia xay thôn vì ai bắt bong tôn rồi bỏ bụi kỳ. Khi nạ đà là mình nụ mình dục lôi mục tục nơi thuần nhiệt kia hai nẹ đài nơi cao bật tí. Mình dục tôn mục vì nụ dục nông bật tê rồi bỏ dương kỳ dương mình miên bọc hốc đâm bởi áp hiệu bật tí chết nụ tỷ. Chấm nay mùa hai đàn ông ở Campuchia bán áp hiệu quả tên lươn bạc ní cư mô bì miên ca tục chất nây thay rập hiệp mạc rô xe tật cách, tục chất lươn bà bòn thờ nìa kìa, tục chất lươn cồm hốn, tục chất lươn sọc xoắn tịp hiệp nâng thay rập hiệp nơi dụ bài đại thị niệm bán nơi ca áp hiệu quả của nơi dụ bài là ớ, đạm bây thị nìa xe tật cách tịp xẻ. Lô kê xì bật nẹt nì dụ vị trí thàn Cam Ad, Business School hay cắt Cam Ad. Lực làng thẻ, chung vinh ca sắc xa phát này kinh nạn này nâng sắp nạ cầm nỉ, đòi xa miên ca lực tức chất bị cửa xuống ập rung dư vụ chân nâng cây lạ. Bạn thua ở vị trí thàn Cam Ad, bạn nâng công phong đa lưu phá lợi trấu, nâng khai chia vị trí thàn ủ đâm sắc xa tí môi khăn ông bà tế Campuchia. Miên ca tự tù skoal bị ảm rích, đại trí thà bàn vi đâm lấy, nâng tự tù skoal con nập hiếp ủ đâm sắc xa. Để tông ca sắc xa nỉ, lô kê xì bà nẹt, bàn đạch nhà chất cấp buộc nông ca châu rung bông rừng còn nập hiệp ọc rung, nâng ca châm rơi bật đầu bật đoàn chùm niên ở trong cô đại, nâng miên ca tự tù skoal còn nập hiệp xâm rạp dục tự ăn vọt càng nghe chạy sẽ đánh, nâng chiếc bí xe châm rơi càng vị thi sắc xa xa rập tam sông đa ăn rạch chết, đập bây ai nị sật bông rích luôn nị ca chạp dục vì sai càng nghe nâng nông bà tế, đâm bón nâng bị phục lúc tàng mùl. ตัวแทนในการเชิญเจตีกรุ๊ปกรมกรุ๊ปแปดสมัครจัดไอยูดอมฮอนมานีปีนัดหนึ่งเชียร์บาลจงงื้อดาวเอ็ดกัดไลจูนโปรวัดในสโลกบันทีสไรแคดซิมริบจัดประมวยปอนเนี่ย ไอกระดอมเลงพาลีรอลิคาธิกากระทรวงแผนแก๊สสมาชิกคณะอาจารย์ไตรคณะกรรมธิการกันดาลสหภาพสหปอนยุวชนกัมพูชีนังเจียประเทศประเทศบัตรกรมการเงียกรูเปิดสมาชิกไอกระดอมฮอนมานีรวมนังไอกระดอมประสดอนุประเทศกรมการเงียคณะกันดาลเจ้ามูลฐานสโลกบันทีสไรดำนางไอกระดอมไซมสวานี ประเทศกรมการเงียบธนาคารดาวจอมลทานสกบันตีใส่บันดักนอมกรมกรุเปตสมัชชัดไอกระดอมฮอนมานีจำนวนใบไร้กายสับเนี้ยจออบรมสกปรกเพียบบรรดาบรรดาแวะสังกรุปะถมเพิ่มแต่งปิดนัดนำเชื้อบาลจมือตูเตอร์วัวพเนจใจบันแต่นั่งเอาสอดจุนประเจี๊ยบรอดสกบันตีใส่แขดเซมเรียบได้อัดกระไทยประมาณ7-6ปอนด์เนี่ยโลกเป็นประกอบอภิบาลโรงแขดเซมเรียบขนมเนียมไอกระดอมเตียใส่หาอภิบาลแขดเซมเรียบบานเก่าสั่ว จมปัวกรมกรูเปตสมัชชัดไอกระดอมฮอนมานีได้ตั้งแต่มีสกรรมเพียบยังสะแก้มขนมการเจ้าปีนัดนำเชื้อบาลจมือจูนประเจี๊ยบรอดได้อัดกระไทยปิดเสกการเจ้าจะวัดสร้างบังการจมือโควิดดับประบุนในเป๊กันดองหมกขนมเนี่ยมันยาเท่าแขดโลกบานทลายอำนาจก้นจมปูไอกระดอมฮอนมานีได้บานจัดบรรจุนกรมกรูเปตสมัชชัดระบายไอกระดอมเจ้าหมกแขดซิมเรียบจีจารันเลิกจารันแสดับใบทุกการปิดนัดนำเชื้อบาลจูนประเจี๊ยบรอดได้อัดกระไทย
đã xa cảm ở phép ní, bạn bằng hai dòng cho bà thả, ai cả đông bà nâng công phụng kết cứu chế khẳng, trong phút xa cảm ở phép ở bộ phát triển xã hạ cùng. Bà tam ai cả đông lên phá lì, đã trên đại đặc nôm bếch cả cam cọng cụ bếch mạ chất ai cả đông hôn mà ní. Nông ca cho bị nật nâng phía bác chung ngữ chung bó rốt đại ớt kết thái ní. Bạn này đang thả, nông rì dạp bèl đập mùi chân nằm, bì chân nằm bì bòn đập bì đó chân nằm bì bòn mà phải bầy. Cảm ca đặc nôm đại phát tòa nâng ca chân ôl bằng hàn chìa bà chấm, bà cọp đại tu sản vi sai vên chân ngại. Nâng bà cọt bà chìa rồi bà ai cả đông hôn mà ní, bà thiên xa hạp hiệp xa hạp bòn dù bà chân Campuchia. Bà thiên cả nạ ca mạ ca tì bàm bì nê rà sạp hìa. Nâng chìa bà thiên kỳ tì dùa cọm ca nghe cụ bệt sạch chất ai cả đông hôn mà ní. Đại miên cọm cụ bệt chùm nuôn mùi mơn bì bòn học sắp bà bùn nè. Nâng nụ sạch trái miên bà mùi bòn buôn rơi ca sạp bàm nè. Tăng tài cho thơ sạc cảm ập hiệp giang sạc cảm nâng khăn khá bòm phót. Nâng ca bị nật nâng bà chìa bà chùm ngư chùm bà chìa bà rốt đại ớt kết thay. Nâng nấy thơ ai sạc ập hiệp bà chìa bà rốt. Căn tay bà xa lạng chìa bị xế. Đã bày cắt bần thoi ca chùm nay rồi bà bụ quát chùm bố xê bà bị nật nâng bà chìa bà chùm ngư. Bàn môi cầm rật phong đài. Nâng áo ca ní, ai cả đám bà nô mông nâng ca bà đám phá nhá xa xù sạc tốc. Bi xâm nạ ai cả đám hôn mà nỉ, chùn chùm bố cọng cụ bệnh xa mạ chất. Đã cầm bông bần to dư tình yêu ca chạm vã sang bông ca chùm ngư COVID-19. Đô tì mùi, đô tì bí, tì bầy, tì buồn, tì pram, nâng đô tì pram mùi. Nâng cọp khăn tu tèm bà tế, chùm mùi rì rà thà phí bà, chùn bà chì bà rốt đại ớt kết thay ở vầy tàng ọ. Nâng ọ ca nị đai ai cả đám prạ sọt, đai chìa đầm nang rồi bà ai cả đám xaym xa văn nì. Cơ bà nông dược ôm nay rồi bà ai cả đám xaym xa văn nì chùm nuôn pram liên riêl. Chùn đô krom kru pet smạ chất rồi bà ai cả đám hôn mà nì phong đài. Prom tiền bàn vi đầm lại cấp búa, chùm búa ca lẹ băng cầm lăng cài chất. Nâng pê vừa lìa rồi bà krom kru pet smạ chất. Nâng ca cho bị nật nâng bà chìa bà chùm ngư đói mình kịch bị cá nửa hòn. Các lực công phu chỉ bập hiệp rôn nâng nâng sau khi mà lập hiệp rồi bỏ cả mạc con nửa chất cư chứa côn nửa bài rồi bỏ rì đoạt thạp hình bạc. Plank nông bị thi sập này chỉ mũi cả mạc con nửa chất rôn chạc cắt đế cọng hồn Sech Plus Industrial nông sọc mô công phu khát gần đàl. Nên bật ngay tìm một phê bàm bây khai ưu sập hía. Ai cả đông công yên, anh ủ ra lịch khá thị ca cửa xuống ca bì chết. Nên chế bật thiên cọng ca nghe thân ạ chết trong một lột thàn không bệnh ảnh chàng sọc một cổng phú. Nên ai cả đông sao mà ổn, ra lịch khá thị ca cửa xuống ca nghe nâng bần đồ bần đào vị trí chỉ viết. Bạn lực làng thả, ca kết cú lực cổng phú chủ bộ phép rút nữ. Nâng sọc mà lập hiệu rồi bỏ ca mà con nửa chật cư chìa con nửa bài đọc bỏ rí rát thà phí bà. Ai cả đông công yên, nâng ai cả đông sao mà ổn, cơ bản chùm điệp chùn bì bà sơ tập hòl. Nâng ạ thạp bà giáo nha nha rồi bỏ ca mạc con nha dô chất tu tiền bà tí. Đại công phung tư tu lạc bán can tay bà xa làng chia bần tờ bần tốp. Bị xe ca cổ rục cho bạp ca nghiền nâng tư tu lạc bán ca can lạc nơi bà chân lạc bà bà mà. Ai cả đông sao mà ổn, cơ bản rùm lạc thẻ. Nâng ngầm lòng bèl chùm ngư COVID-19 rì kì riêng đào chùm vinh bị phục lục nú. Phần tay xâm rạp Campuchia đã miễn kè dục chất tục đạp bi xâm đại đi chôn đi chỗ ra mặt trời. Bạn phải đào vạ sang chút đào bởi chế bà rốt khám ai tù tiền bà tế đào ẩn kết thay. Nâng bàn khách khám tục sạch bi kè chlong rì kì riêng đào nây chùm người rì tạp bạc ní. Rồi hốt bàn chốc chây đào thông thịnh. Chùm buộc bàn bơ xò xò, ai cả đón bàn phần dồn bần thay em thá. Đào miễn kè khách khám rồi bà rì rò thà phí bà. Ao miễn bàn bơ xò xò ní. Cứ đập bê bà đào chút đào bởi chế bà rốt khám ai đã cầm phung bầm ra ca nghĩa tam bần đà cầm hốn. Sẽ hạ kìa, bí xe kà mạc kà mạc kà rà nì rộng chạc nìa nìa. Tu tiên bà tế, bàn tà tuôn nà ạ thạp ra dòi chùm nuôn bầy, cư tì mùi quàm bìa cửa thân ạ kà nghìa. Tì bì quàm bìa thay tòm sọc ập hiếp nâng tì bầy rộ bọp sao thôn nị vọt. Nông bì thi ní, ai gọt đòm công yên, nâng ai gọt đòm sao mà ổn. Bàn xâm đông bô đà kà mạc kà mạc kà rà nì ao yên chinh tà bọt chân áo quàm trô kà nạ bạc đại khuôn bình chất. Xâm rạp kà chứa tăng đồm nàng riêng nì tì kà tì bàm bì chân nàm bì bò mập hệ bầy ní. Ở bàn cổ 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 nha đập bây sọc sàn tịp hiệp chết nâng cả áp hiệp vật sân cụm. Nhiều rất xíu thay đoàn đài nụ đáy ai cả đòm công yên cơ bàn anh chơi chút xâm này xâm nèl. Chứ mùi bà chìa bà rốt nâng nông phùm chơ tìl. Không bà anh chàng sọc mục công phù nít đài. Nông bà xa xâm này xâm nèl ai cả đòm bàm bà đào xâm khán. Lực lang bì kà vị vật rì châm ràn cổ vị xáy. Rồi bà bà tế chết cơ đôi chìa nâng nông mù lật hàn không bà anh ch nông bị thi ní, ai cả đám xâm ai, bà chìa bà rốt anh chênh tự bọt chân áo quàm trô cả nạ bạc đại khuôn bình chất. Xâm rạp ca chế rớt tăng đầm nàng riêng ni tì ca tì bàm bích nàm bì bòm bạc phạch bầy ní. Ai bàn cực cực nìa đầm bầy ảnh à cột khuôn dương nâng bà tế chiệt.
ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តឧត្តរមានជ័យរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារអាណត្តិទី2និងលើកទិសដៅបន្តព្រមទាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីអាណត្តិទី3 ឯកឧត្តមបានបតតែអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីជាតិបានអញ្ជើញបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តឧត្តរមានជ័យអាណត្តិទី2និងលើកទិសដៅបន្តព្រមទាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តអាណត្តិទី3លោកស្រីឱសថការីអុកចន្ទដាឡែនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តឧត្តរមានជ័យបានលើកឡើងថា គណៈឱសថការីខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសមាជិកចំនួន20នាក់ស្រី20នាក់ក្នុងនោះសិស្សសង្ឃតែជាឱសថការីឧត្តមទាំងអស់ថ្លែងទៅកាន់អង្គសន្និបាតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានបន្តថាបានលើកឡើងថាអង្គសន្និបាតនេះពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសមាជិកសមាជិកាដើម្បីបំពេញឲ្យបានពិន្ទុសម្រាប់ទទួលបាននូវអាជ្ញាប័ណ្ណឱសថការីតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ សម្ដៅធានាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្តបង្កើនចំណេះដឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដល់អ្នកជំងឺឬអតិថិជនស្របតាមក្រមសីលធម៌បទដ្ឋានច្បាប់ផងដែរឯកឧត្តមក៏បានបន្តថាការប្រគល់ជូនវិញ្ញាបនបត្របញ្ជីការឱសថការីកម្ពុជាគឺគណៈឱសថការីកម្ពុជាបានអនុវត្តឡើងអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈឱសថសាស្ត្រអមវេជ្ជសាស្ត្រ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលនិងកំណត់និយមអបអរមាដើម្បីស្នើសុំនិងបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឱសថការីក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពសូមបញ្ជាក់ថាអង្គសន្និបាតនេះមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថខេត្តឧត្តរមានជ័យអាណត្តិ3ចំនួន4រូបដែលមានសមាជិកសរុប26នាក់ ហើយបេក្ខជនអុកចន្ទដាឡែនទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន15សម្លេងជាប់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តឧត្តរមានជ័យអាណត្តិ3បន្តទៀត ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីនិងលោកជំទាវដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 121 នាក់ទៅកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងលោកជំទាវបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំបន្ទាយដីនិងឃុំអន្លង់វិលនៃស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន១២១នាក់ទៅកំសាន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី២៧និងថ្ងៃទី២៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៣ដើម្បីផ្ដល់នូវភាពរីករាយនិងឲ្យពួកគាត់បានមើលឃើញដោយផ្ទាល់អំពីការរីកចម្រើនរបស់ក្រុងព្រះសីហនុ
នៅក្នុងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុនាពេលនេះឯកឧត្តមនាយឹមស្នេយសែមសវណ្ណីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យសម្តេចតេជោនេះមិនថាឡើយតែក្រុងព្រះសីហនុប៉ុណ្ណោះទេពលគឺសម្រាប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺមានការរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាដែលទាំងនេះគឺការចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់របស់សម្តេចតេជោនាយឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការគៀកគរជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពីបណ្ដាប្រទ
dốc một áp hình vật bật tỷ. Ai cả đông nia đông sân này xa em xa văn ní bàn bình chạy thả. Trong bộ đầm nà ca này ca có sáng nâng áp hình vật bật tỷ Campuchia làng vĩnh, nơi cao sân kriêm đo ràm rầy bàn đôi sắp thằng ngày ní. Cứ ác rãi đại Campuchia mình sọc sân tịp hiệp bình lĩnh. Miên mật phẹo bật tế chi nẹ chuối đang phần này bật chạy kỳ tí nâng thạp bị ká. Miên ca chuối bị sắp rắc chân đang khăn nông nâng cao bật tí. Hai mùi phần này tiệt dương bàn pra prát thạp bị ká chiệt. Đại bàn mộc bí cầm nán xe tạc chiệt bà gọp đại chế rập hiếp. Nơi khăn nông ca có sáng hay thả ra chân sắp bọn trăm bạch nia nia. Đại bòm ra đào xe kỳ đại trái ká rồi bà chiệt nâng bật chế chân. Đang ní kì chế phái bà ká này sọc sân tịp hiếp. Chia sọc sân tịp hiếp mùi đại dương rốt mộc bàn đã lùm bà lùm bấn chế tì bòm phật. Ai cả đông nia đông sân ấy bàn bình thảm thá. Campuchia chế bà tế đại bà căn rộ bò bà chế thập bà tay xe rây bè hụ bạc. Miền rì rà thạp hiệp bà kà trên bì kè nạp bạc đại chân nhạc kà bà chân áo. Xâm rạp kà chế rơ tăng rọt sập hiên này nì tế kà nị mùi đại miền rì dạ bè lạm chân nằm ở đồn. Hai đại kà bà chân áo chế rơ tăng đồng nàng rí. Nì tế kà tì bà mpì nơi Campuchia nâng trời thư phương lạc nơi thang ngày ạ tích. Tì mập hệ bấy kà kà đá chân nằm bì bò mập hệ bấy kà mụng nỉ.
ដូច្នេះឯកឧត្តមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបអោយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងជឿទុកចិត្តថាអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យបន្តរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានដូចសព្វថ្ងៃនេះ នេះឱកាសនេះក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន120នាក់ដែលបានទៅកំសាន្តសប្បាយនៅក្រុងព្រះសីហនុនាពេលនេះលោកនូមឿងមេឃុំបន្ទាយដីនិងលោកព្រីងទូចសិនលីមេឃុំបន្លងវិលនៃស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមនីដំស្នីសែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន120នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា5ម៉ឺនរៀល ក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំងពីរមកកំសាន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល2ថ្ងៃដោយឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណជាង 41 លានរៀល ពិធីចែកគូបានជូនដល់សាសនិកអ៊ីស្លាមនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៃខេត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តមទីនរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកភ្នំក្រវែងនិងឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្មាន់តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងចែកគោកោបែនចំនួន 155 ក្បាលក្នុងនោះ157ជារបស់ម្ចាស់ជំនួយសមាគមយ៉ាយ៉ាសានអាល់រ៉ៅឌុលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងគោ 5 ក្បាលទៀតជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមទីនរិន សម្រាប់បុណ្យរយ៉ាហាជីនាពេលខាងមុខជូនសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមផ្សាយ72ភូមិទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់និងប្រាំបីភូមិក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមទីនរិនបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីនិងសម្លេះសត្វយកសត្វចែកគ្នាដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារនិងជូនដល់ជនក្រីក្រដូចជាគោពពែជាមនិងអូនជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26/3ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងនាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញឯកឧត្តមសូមសម្ដែងការគាំទ្រសមាគមយ៉ាយ៉ាសានអាល់រ៉ៅឌុលដែលមានលោកចេកគូម៉ូហាំម៉ាត់អាសាំជាតំណាងដែលមានគំនិតនិងគោលបំណងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យចំនួន 2 គឺអប់រំនៅកសិកម្មដើម្បីបង្កើននៅធនធានមនុស្សព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកសិកម្មដែលកន្លងមកនេះនៅស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងបានបញ្ជូននិងជួយទំនុកបម្រុងសិស្សនិស្សិតទៅរៀននៅភ្នំពេញ 150នាក់ក្នុងនោះក៏មានកូនចៅខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសូមឲ្យសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននិងសូមឲ្យសមាគមយ៉ាយ៉ាសានអាល់រ៉ៅឌុល និងសប្បុរសជននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តគាំទ្រទាំងស្មារតីថវិកានិងសម្ភារៈដល់សាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមបន្តទៀតបន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានចែកជូនសារុងដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវអាំងសុជាតាដល់អ្នកចូលរួម 400នាក់ ក្នុងម្នាក់ម្នាក់សារុងមួយនិងបានប្រគល់គោជានិមិត្តរូបនាពេលនេះផងដែរ ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពមូលនិធិជនពិការនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រគល់ផ្ទះមួយខ្នងទៀតជូនជនពិការក្រីក្រនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី28/8/2023ឯកឧត្តមរឿនរិទ្ធីរតន៍ ប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិជនពិការបានចុះប្រគល់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងរបស់មូលនិធិជនពិការធ្វើអំពីថ្មប្រាក់សង្កសីទំហំ 4ម៉ែត្រគុណនឹង 6ម៉ែត្រជូនជនពិការភ្នែកទាំង 2ឈ្មោះឡុងតូច រស់នៅភូមិមេម៉ៃឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសឹមសុធនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រតិភូរិរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកនៃមូលនិធិជនពិការ
ឯកឧត្តមខុមផលលឿននាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចសាខាមូលនិធិជនពិការខេត្តតំណាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាច្រើនរូបក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមរឿនរដ្ឋធិរតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលមានឯកឧត្តមវងសោតជារដ្ឋមន្ត្រី តែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានពិការភាពតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនានាដូចជាការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ការផ្តល់សេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្មនិងការគាំពារនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឯកឧត្តមបន្តថាសម្រាប់ផ្ទះមួយខ្នងនេះគឺប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ 20 លានរៀលដែលជាថវិកាបរិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងថវិកាពីសប្បុរសជននានា ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលហបប្រាក់វិភាគទានសប្បុរសធម៌មូលនិធិជនពិការតាមរយៈផ្ទះថ្មីមួយខ្នងនេះពិតជាបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះជនពិការក្រីក្រក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់គ្រួសារជនពិការឲ្យទទួលបានសុខុមាលភាពនិងបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវភាពឯកឧត្តមក៏បានផ្តល់ផ្ញើដល់គ្រួសារជនពិការសូមចូលរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជៀសឆ
ដែលត្រូវបានផ្ទះថ្មីនៅថាវិការចំនួន10ម៉ឺនរៀលអង្គរ 20.5 គីឡូក្រាមត្រីខ 2 យួរទឹកស៊ីអ៊ូ 2 យួរទឹកត្រី 1 យួរអំបិល 2 កញ្ចប់និងមី 1 កេះបន្ថែមពីលើនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក៏បានចូលរួមជាអំណោយមួយចំនួនរួមមានមុងមួយភួយមួយកន្ទេលមួយក្រមាមួយសាប៊ូនិងខ្នើយដល់គ្រួសារជនពិការផងដែរ ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងស្រុកសង្កែចំនួន50គ្រួសារទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន50គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន15ភូមិចំនួន8នៃស្រុកសង្កែ ក្នុងនោះគ្រួសាររលំទាំងស្រុង4ខ្នងនិងរបើកដំបូល46ខ្នងពិធីផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌នេះប្រារព្ធនៅភូមិស្វាយជ្រុំឃុំអូដំបងពីស្រុកសង្កែឯកឧត្តមសុកលូប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការខូចខាតផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនោះជាគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបប្រទះឡើយ ឯកឧត្តមក៏បានបន្តថាថ្វីត្បិតតែអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបាននាំមកចែកជូននាពេលនេះមានចំនួនមិនសមល្មមនិងការខាត់បង់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាចជួយសម្រាលទុកលំបាកបានមួយកម្រិតដែរហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធាន ដោយដែលបានលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាបន្ទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសុកលូក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមក្រុមការងារដែលមានជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះបឋមចុះទៅតាមដានក្រុងស្រុកនិងនៅតាមភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តដើម្បីធ្វើការពន្យល់ណែនាំនិងបង្រៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការ យល់ដឹងអំពីរបៀបកិច្ចចេញពីគ្រោះរន្ទះឬរងទឹកជាដើមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសង្គ្រោះបឋមដោយខ្លួនឯងបើសិនជាជួបប្រទះហេតុការណ៍ណាមួយជាយថាហេតុចំពោះអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ 25 គីឡូក្រាមមី 1 កេះទឹកត្រី 1 យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ 1 យួរត្រីខ 1 យួរទឹកបរិសុទ្ធ 1 កេះដោយឡែកគ្រួសាររលំផ្ទះទាំងស្រុងបន្ថែមមុងមួយនិងសំពត់តង់មួយផងដែរ ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពហាងផ្លែឈើស្រីមុំរៀបចំកម្មវិធីប៊ូហ្វេទូរ៉េនស្រីមុំបែកអន្លងឆ្នាំ2023ដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលទានទូរ៉េនធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ
Hang Play Chơi Sri Mom Sa Kha Olympic Ritini Phnom Penh đã là tệ thể chân tay tay từ tù Skol Thả chỉ hang đầy nộp dục Play Chơi miền côn nập hiệu của dục mở lụ nút bà riêng trăm cảm vị thi Buffet Turen Sri Mom Bay Ấn Lùng năm Pi Poa Mập Hệ 7 đầm bay bằng cơ phép sạp bài rỉ rỉ đã là tệ thể chân ao từ tù ban Parayaka Play Phnay Play Ả Rộm chứ mùi nâng ca từ tù tiên tù rên thông chiên rồi bọc máy đầy nộp dục một tuần Pi Châm Ca tù rên Sri Mom Bay Ấn Lùng nông sọc tăng trăng khét cầm bông chèm, rùm nâng phê chạy nâng à hà phê tiết phong đại. Tam cả nhà hình rô tà nạ bí xây, đập nang hang phái chơi sầy mông ban này đang thả. Cả riêng trăm cầm vị thi buffet tụ đền sầy mông bay ăn lùng chân năng bí bò mập hệ bầy ni lạng. Cứ sọc tam cả xâm nông bớ, rô bà tệ thể chân đài tăng tài quam trô đào hang phái chơi sầy mông, đập bầy bà đào phép sầy bài rỉ rỉ. Nâng bật bí sao thầm mây bật gọp đầy phía phái phânê phái ả rộm. Chúng đó là tệ thể chốn, nông ca tổ tùl tiên tụ rèn măn thông thông chết rồi bọc máy. Đại miên rô chết bà em chung ngồi chẳng. Kti sát rô muộn, gọp tàu sạch chẳng, cú ở trong tổ tùl tiên. Đại đám đốc tam bạp thông chết, nơi nông châm ca tụ rèn sầy mông bài ẩn lùng. Đại miên ca thay tôm giang đất đó nâng miên chết kỳ mí, bà bó đào sạc phép nẹ bò rì phục lại. Rùm nâng à hà phê tiệt tam châm nông châm nô chất, đôi chìa nông bình chốc. Bài đâm nạp tụ rèn kỳ đồn, cà phê nâng bằng em phê tiệt phong đá đau châm nay khăn nông bình nhạc trăm tay đập răm đô la Amrích bằng nọ. Cả nhà bằng tham tha cam vị thi buffet tụ rèn ní, thua lăng nếp ngay tìm mập hay bằng bì, khai ưu sập hìa chân năm bì bò mập hay bầy, chạp bì mong bằng buôn bật, đòi mong đọc dục, đòi miên ca bà cùng đơn trái chú nà tệ thị chôn bàn tù sná. Nông bê tự tù tiên tự rèn, nâng á hạp xem mua chấm ái tam chấm đông chấm nô chất. Đồng bê bần thu bần thoi phiếp tan tặng smog smang. Nâng bằng cách bà rìa cả rì rì sạch sài phong đài. Chà, nhóm làm nó con đo là bông bông tị chôn. Còn đây có tay tại quam trô hàng phải chơi xe mông. Cô bê tam đông thì mẹ phải dư dương tự ban chờn. Chờn, nè bông bông ta còn hà lỡ dư tu ăn phi hồi vậy. Chà. Rồi hốt chắp bình máu để dưỡng bác cầm thi máu cùng buồn, rồi hốt đón dục nâng tạp đón trà. Nông niêm đập nàng hang Play Chơi Sầy Mông, cánh nhá hình rồi tận áp bị xây xong khâm thá. À tệ thị chôn tiếng ớt nâng tựa tuột bàn phép rì rì. Nông cầm vị thi buffet tự rèn ní, hai nâng bần tờ chui con trô tự rèn thông mê chết rồi bọc khmai, ai bàn cân tài tràn thèm tiết. Đập bây lực tật chật, nâng chui lực tuổi đào chụp hiệp bà chìa cả xe cơ phong đài. Tôi đã xin đề cập chân chỉ tiêu của đội miền chiết Pei Lăng Nghi đã lục nẹp bàn tam đàn Tesla mới này chọc tại phần này chỉ bật to xong của đội bên trên tam đàn Tesla của đội miền Antra chiết bên mặt đồng. Cái này khi nhóm bạn rôm nâng cầm càng nghĩa xong ở cồn xong của đội liệt.